đếm số rồi tắt chưa thấy nha, không có nha. Không thấy, chỗ Ly không thấy, chỗ em không thấy. Ai nó đu, nó đu đi đâu rồi. Lấy xe hay gì vậy? Mất rồi, mất rồi. Chờ bài show kiếm xe chị. Chỗ này kinh nữa rồi. Ôi, chị thấy bốc hơi di chuyển ngoài chú ơi. Em nghe, em nghe. Sâu quá cháu. Ôi cha, mấy người này gan gì. Còn không chị? Hết rồi đúng không? Chip cho cái... Đây có AK nè. Phụ kị luôn này, chị bán AK luôn. Ôi điệp mẹ gọi con người. Gần anh có người, một phố thôi. Qua đây, mọi người có người nè. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Ok. Đâm luôn hay sao? Đâm đi, đâm đi. Vệ sinh nào chứ mạnh hả? Trong nè. Muốn ăn, muốn ăn. Trong rồi. Chạy ngoài, ngoài, ngoài. Ok, 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 ok. Đếm bò vào. Đếm bò vào. Bò vào đi tiếp, bò vào đi tiếp. Các xe ui, bắn nguyên băng M4. Nhưng mà quay lại sóc đúng một bên ạ. DPS nè chị. Cái con bé bị em sóc DPS chắc nó sóc nặng lắm. Em đứng im nó đi vô nó không cầm súng luôn mà. Mở được nha. Đồng nha. Nhà vệ sinh nè. Lì ơi, không ai cover được, từ từ. Anh chưa thấy. Ôi ơi, bắn được. Ok, bên đi. Hưu xong rồi. Mở cửa cho em được. Mở cửa chị. Rồi đóng cửa. Đúng không? Nhà đây. Con hàng ngoài đồng thôi. Ngoài đồng cho chị. Ngoài đồng lấy xe đảo nè. Ngoài đồng. Thôi lên. Mọi người cover đi. Đây, 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 bùi đôm rồi nè. Đúng không nào? Đây nè. Rồi, rồi, nghiêm. Xong, lê, lê, lê. Ok, ok. Ủa, người ta đang đi bắn nhau, đừng có tội người ta như vậy. Em dưới X3. Anh có gọi em về đâu. Tự tin đi, cứ chỉnh lại không à. Em cầu X4 vô. Em đi như vậy là em biết chắc chắn là hả? Sao lưng mọi người không cover được rồi. Mọi người sẽ nhìn phía trước bắn lên, cầu liên nó nhanh là em vào là được. Đây, em dưới cấp bô. Đây, X4 này đưa X6 nè. Bốn ai đi. Ôi, chị bắn đi bốn. Nè nè, em hai cái rồi. Bắn có sáu không? Em kì. Đi cổ hết chị. Thấy nhà không cắt nó nè. Em cũng cuốn hết. Khi mà em trực nhớ là em có biết gì đâu hề. Nó bị cả mà từ lúc còn team cũ tới đích ban xong thành lập lại lại mới. Nó vẫn bị bệnh nha. Covid. Em có uống thuốc có gì đâu. Mà nói chung mỗi một năm là em sẽ bị đau họng 1 đến 2 lần. Mỗi lần mà đau họng là sẽ bị sốt, là bị hạch sốt, là xong ho, xong một số mũi. Em với hả Châu Châu là sao ấy? Hồi đó Châu không. Gì vậy em? Đó giờ công viên con chơi. Tại vì em với chị Châu hồi đó em có một thằng bạn thân, cái Châu với thằng bạn em nó thân với nhau lắm. Xong có chơi chung hồi 2019 á. Xong khoảng thời gian sau cái mất liên lạc với Châu luôn. Tự tin quyết đoán lên muốn lấy là bảo là không, em giữ đây. Xe cúp bồ chị nghe không? Nhẹ cái bình đó. Watch out. Nhà đấy à?
Yeah. Nó dữ rồi kìa, thấy nó nè. Em cứ nhìn trên đồi đi nha, thưa ơi. Bao lâu nhìn chết lại sau rồi. Chị mới nghe cái gốc mồ hả chứ. Không biết mấy. Bò đó nè. Không ngạc được nha. Nóc cho vui thôi. Bò nè. Oh. Không sao, không sao. Chết cái rảnh đi. Chết cái rảnh đi. Xuống lấy rảnh lại. Xuống lấy rảnh lại. Xuống lấy rảnh đi chứ đi xuống. Tí nữa chị xuống sau. Cô bắn đi Thư ơi, bứt lên em. Tụi rảnh thì ở đây bắn nhau. Ngồi đây mình. Thiệt kim rồi. Xuống. Vào bao thôi. Em cứ đi. Nhìn sau đi Thư. Có bồ nè. Bồ nè. Hai. Cái mặt chị nó chứ mà em có máy ấy. Thư xuống. Em có máy, chứ mà chị có máy. Qua Thư, qua với hai. Ok, em qua được máy hả? Không bảo chị cái, không bảo chị ấy. Nó bị nóc nữa. Cái xe đó của chị. Xe. Đi. Nó bị nóc hai rồi. Cũng nhau. Thế giờ kéo cái xe bốc đi xuống đây ngồi sao lên ra. Ngu vậy. Không lên được chưa. Từ từ nha, đang bắn. Đừng đứng gần chị. Mẹ ra xa xa tí hoặc là đi vào sát trong bao tí. Để em heal bác, em yếu máu á. Ok. Sao móc có một. Thở em. Ui. Mày. Thằng sau nè. Đi thế. Cái đó còn phải còn bút ghi, tôi lấy bút ghi tôi đảo tên. Đảo. Thằng móc là mình đợi ra mình giờ quét thì mo.
Cái